Mua nhà mua đất của ai cũng vậy, mua giùm Bảo Việt. Bảo Việt cảm ơn. Dạ, đầu video Bảo Việt xin kính chào tất cả ông bà cô bác đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh của Bảo Việt. Hôm nay Bảo Việt cũng vừa mới sưu tầm được một căn nhà nè cô chú anh chị, sổ hồng riêng luôn, diện tích là ngang 4, dài cho 21 m. Một căn nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, thiết kế một trệt một gác đúc, rất là hợp với cô chú anh chị mình ở khoảng tầm là 6 đến 7 thành viên. Nhà mình nằm trên mặt tiền đường này có tên là đường Lộc Hậu như cô chú anh chị. Chiều ngang là khoảng tầm 5 m ha, xe ô tô, xe tải là đi đến nơi luôn. Hướng tay phải này á, cô bác mình đi lên á, cỡ khoảng 500 m thì mình sẽ có một cái trường học cấp 2 của khu vực xã Phước Hậu ha. Và cô chú anh chị mình ra đầu đường thì có trường học cấp 1, ủy ban xã, trạm y tế, rất là nhiều tiện ích luôn. Và thông ra là cái tuyến đường tỉnh lộ 835B khoảng tầm là 500 m ha. Mình về chợ Bình Chánh thì mất thời gian khoảng tầm là 4 đến 5 cây số như cô bác anh chị. Còn mình rẽ hướng tay phải này thì mình sẽ đi thông về quốc lộ 50 chợ Cần Giuộc là 1 cây số, đi về quận 8 là khoảng tầm 20 phút 30 phút ha. Những anh chị đang ở cái quận lân cận thì mình đi đến đây khoảng tầm là 20 phút cho đến 40 phút thôi, rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị. Ở đây thì dân cư của mình á đã lên hết rồi, nhà hai mặt. Gia đình mình cần tìm một căn nhà để mình đầu tư cho thuê đậu đổ ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc để xe tải trong nhà mình được thì đừng nên bỏ lỡ qua căn nhà hôm nay của Bảo Việt ha. Nhà của mình là nhà hai mặt luôn nha cô bác. Đối diện qua nhà mình là có một cái view khá là đẹp luôn. Ở một cái căn nhà cấp 4 sân vườn ha. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Phía trước này có trồng những cái hàng trúc, thì cái này là nhà hàng xóm của mình ha. Bảo Việt muốn dạo một vòng cho cô bác anh chị mình thấy rõ. Nhà mình nằm ngay mặt tiền đường thì cô bác anh chị mình khỏi lo rồi. Đi lại rất là dễ dàng luôn. Trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì chỉ cách nhà mình 500 m, 600 m thôi. Nhà mình được cái thì đã làm mái che rồi. Hôm nay gia chủ ký gửi cho Bảo Việt bán lại thì gia chủ cũng kẹt tiền ha. Kêu là 1 tỷ 550 triệu và cô bác anh chị mình được thương lượng trực tiếp giá với gia chủ ha. Thuế là gia chủ bao cho mình tất cả luôn cô chú anh chị. Trước nhà mình ở đây là có một cái lớp cửa 4 cánh ha. Lớp cửa là bằng sắt, có sơn tĩnh điện màu xám đen, nhìn cũng khá là nổi bật luôn. Xung quanh nhà của mình á, thì xăng á, đã xây tường lên hết rồi, kính cổng cao tường luôn. Cô bác mình thấy khá là an toàn luôn ha. Và cô bác mình thấy ở đây nè, gia chủ có để một chiếc xe 7 chỗ ha. Là cái khoảng xăng này tính từ ngoài mí đường vô đến mí nhà là dài 8 m nha cô chú anh chị. Mình có thể để một chiếc ô tô như thế này, rồi phía trước mình để thêm 2-3 bộ bằng ghế đá nữa, vẫn còn rộng luôn cô chú anh chị. Và gạch lát xăng của mình là gạch 60-60, gạch đá nhám ha. Để Bảo Việt đo hướng chính cho cô chú anh chị mình biết cái hướng chính của căn nhà này luôn để mình dễ lựa chọn. Căn nhà này của mình là có hướng tây bắc nha cô bác anh chị. Gia đình mình mà cần tìm một căn nhà đậu đổ ô tô như thế này thì chọn căn nhà này khá hợp lý rồi. Cái khoảng sân này mình dẫn đậu xe tải được luôn ha. Nhà là có đồng hồ điện riêng, nước riêng, mình xài bao nhiêu mình tính bấy nhiêu. Vào phòng khách thì có một lớp cửa luôn, lớp cửa này bằng sắt kết hợp với kính cường lực luôn. Không gian phòng khách của mình thì chiếm diện tích khoảng tầm cỡ đâu đó 12 mét vuông ha. Khá lừa vặn để cô bác mình để một bộ ghế sofa để mình tiếp khách. Mặt diện này mình để tủ thờ, để kệ tivi. Dưới tầng trệt thì mình sẽ có một cái phòng ngủ dành cho cô bác lớn tuổi. Vì căn nhà này quá rẻ rồi, mặt tiền đường mà chỉ có giá là 1 tỷ 550 triệu cô bác anh chị. Thì gia chủ người ta không có ốp gạch ha, thay vào đó cái giá này thì gia chủ còn bớt cho mình. Cô bác anh chị có thể thương lượng trực tiếp với lại là chính chủ ha. Và căn nhà này được ngân hàng hỗ trợ cho mình 50 đến 60% luôn cô chú anh chị. Trong tay mình có khoảng tầm là 700 triệu 800 triệu, mình cứ mạnh dạn liên hệ cho Bảo Việt ha. Số còn lại thì bên ngân hàng hỗ trợ cho mình vay, tổng giá trị là 1 tỷ 550 triệu. Khu vực nhà bếp ở đây thì được thiết kế theo hình chữ L nhỏ, có tủ bếp dưới rồi ha. Rồi có bộ máy nóc luôn, sẵn cho mình luôn. Cuối nhà là cái nhà vệ sinh. Tông chủ đạo tường nhà của mình á, thì gia chủ á, sơn màu xanh da trời như cô bác anh chị. Bên trên là gác đúc, mình sẽ có 2 phòng ngủ phía trên. Là tổng căn nhà này có 3 phòng ngủ ha. Cầu thang dẫn lên bên trên gác đúc là cầu thang sắt nha cô bác. Có nhiều cô bác cũng hỏi Bảo Việt là với cái một căn nhà Bảo Việt quay thì có bị dính quy hoạch hay giải tỏa hay không, thì Bảo Việt cũng trả lời thật lòng với cô bác anh chị mình. Trước khi quay một căn nhà thì Bảo Việt cũng đã soi test quy hoạch rõ ràng rồi, pháp lý an toàn đảm bảo thì Bảo Việt mới quay nha cả nhà.
với sự uy tín làm ăn rành mạch rõ ràng về pháp lý thì Bảo Việt cũng muốn cô chú anh chị mua căn nhà để mình an toàn an tâm về sau, chứ mình mua một căn nhà mà mình không có ăn ngủ được các cô bác anh chị thì mình cũng khá là lo lắng ha. Trên kênh Nhà Đất Của Bảo Việt thì làm việc cũng rất là tâm huyết, không có trường hợp bán những căn nhà mà quy hoạch giải tỏa đâu ha. Và căn phòng ngủ này của mình á cô bác thì cuối nhà có luôn một cửa sổ ha, thông qua nhà hàng xóm nè. Cô bác mình ở bên trên tầng lầu này á, mình không sử dụng máy lạnh á thì mình mở cửa sổ ra rất là mát ha. Và có luôn cái nhà vệ sinh bên trong căn phòng ngủ này, gạch ốp tường cũng ốp lên cho mình là khoảng tầm 2 mét ha. Rồi mình qua căn phòng ngủ thứ ba cũng tương tự ha. Gia đình mình ở khoảng tầm cỡ 3 người 4 người, mình ít thành viên thì có thể làm cái phòng này làm phòng thờ cũng được. Nhà này nhìn chung thì Bảo Việt thấy là không có hư hao cái gì hết cô bác anh chị ơi, chỉ có cái là mình thích hay không, chứ lại là cô bác anh chị mình có muốn sở hữu hay không hả. Và tất cả thông tin thì Bảo Việt đã cung cấp rồi. Trước khi kết thúc video thì Bảo Việt xin mời cô bác mình xuống lại không gian phòng khách để quan sát căn nhà hôm nay cùng Bảo Việt một lần nữa, để mình xem căn nhà này có đáng giá trị để mình xuống tiền hay không ha. Diện tích của căn nhà này là ngang 4 dài cho 21 m, mặt tiền đường Long Khánh thuộc khu vực xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha cô bác anh chị. Căn nhà này của mình á thì có cái khoảng sân luôn để cho cô bác mình đậu được một chiếc ô tô 4 chỗ 7 chỗ, mình đậu xe tải luôn chẳng được ha. Khoảng sân là dài khoảng tầm 8 m. Đường trước nhà của mình là chiều ngang 5 m ha, đường thông luôn. Hướng tay trái này thì mình về khu vực chợ Bình Chánh, thông ra quốc lộ 1A để về quận 6, quận Bình Tân, quận Tân Bình thì mất thời gian khoảng tầm là 20 phút 30 phút. Còn hướng tay trái này thì mình đi về hướng quốc lộ 50, chợ Cần Giuộc, thông về quận 8 là 20 phút nha cô bác anh chị. Mình về đây mình mua, mình đầu tư, mình cho thuê, mình kinh doanh khá là tiện lợi luôn. Nhà của mình thì hai mặt đối đầu với nhau. Cô bác anh chị mình về đây ở đã có dân cư rồi ha. Tổng giá trị là 1.550.000.000, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nữa hết. Nếu như cô bác anh chị mà thích căn nhà này hãy nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Và cuối video, Bảo Việt xin kính chúc cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà mà mình ưng ý. Cô bác, cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn cập nhật những video tiếp theo. Và bây giờ là Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Xin chào cô bác ạ.